chào mọi người, mình là Irene từ Coi68 TV. Và như thường lệ vào mỗi chủ nhật hàng tuần thì chúng ta lại gặp nhau trong số tiếp theo của series tuần qua có gì, để cùng điểm qua những sự kiện tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em đoán xem là trong tuần vừa qua chúng ta có những tin tức nổi bật nào và ảnh hưởng như thế nào đến thị trường. Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe Coi68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ tụi mình nhé. Đầu tiên hẳn nhiên là việc SEC chính thức bật đèn xanh cho ETF Bitcoin Spot. Các sàn thì ghi nhận mức volume kỷ lục lên đến 4,6 tỷ đô la Mỹ trong ngày đầu tiên giao dịch ETF. Không để cho giới đầu tư chờ đợi lâu hơn nữa thì vào sáng ngày 11 tháng 1 theo giờ Việt Nam thì Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC đã chính thức phê duyệt ra mắt 11 quỹ giao dịch hoán đổi danh mục ETF Bitcoin Spot của các ông lớn phố Wall. Trong đó thì bao gồm ARK Invest, BlackRock, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco and Galaxy, Fidelity và Valkyrie. Đúng với nhiều nhận định trước đó thì SEC đã có câu trả lời cho tất cả các hồ sơ ETF Spot mà không cần đợi cho đến thời hạn xét duyệt của từng đề xuất. Trong tuyên bố chính thức đưa ra sau khi thông qua 11 đề xuất ETF Bitcoin Spot của các ông lớn phố Wall thì Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC là Gary Gensler đã nói rằng cơ quan này thì vẫn giữ thái độ không thiên vị về bất kỳ đồng tiền mã hóa nào. Nguyên nhân chính của quyết định phê duyệt ETF Bitcoin Spot thì đến từ phán quyết của Tòa án Phúc khảo Washington vào tháng 8 năm 2023 yêu cầu là SEC phải tái xem lại các đề xuất Grayscale sau khi đã từ chối vào tháng 6 năm 2022. Mặc dù vậy thì vị chủ tịch của SEC thì vẫn nhấn mạnh điều đó sẽ không nên được xem là sự thay đổi lập trường của ủy ban với các đồng tiền mã hóa khác. Thông báo thì có đoạn như sau: động thái ngày hôm nay thì chỉ áp dụng cho một loại tài sản mã hóa mà đã được công nhận, không phải là chứng khoán, đó chính là Bitcoin. Quyết định phê duyệt thì không đại diện cho sự thay đổi thái độ của ủy ban với trạng thái pháp lý của các loại tài sản crypto theo luật chứng khoán liên bang hay là tình trạng không tuân thủ của nhiều công ty đang tham gia vào thị trường này. Như tôi đã phát biểu trong quá khứ thì phần lớn các loại tài sản crypto thì đều là hợp đồng đầu tư và phải chịu sự quản lý của luật chứng khoán liên bang. Sau khi được thông qua thì 11 quỹ ETF Bitcoin Spot của nhiều ông lớn phố Wall đã mở phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 11 tháng 1 theo giờ Mỹ. Tính đến thời điểm kết thúc ngày giao dịch đầu tiên thì tổng số 11 ETF Bitcoin Spot đã được ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 4,6 tỷ đô la Mỹ từ hơn 700.000 tài khoản. Trong đó thì dẫn đầu là GBTC của Grayscale ở mức là 2,3 tỷ đô. Mặc dù vậy thì nhà phân tích James Seifert từ Bloomberg thì cho rằng volume từ Grayscale thì phần lớn có thể là các giao dịch bán khi mà nhà đầu tư gồng lỗ cổ phiếu quỹ này từ giai đoạn 2021 cho đến 2022 tiến hành xoay vốn qua những ETF khác. Xếp ngay sau đó là iBit của BlackRock và SBDC của Fidelity với khối lượng giao dịch lần lượt là 1 tỷ đô và 721 triệu đô. Các quỹ ETF còn lại thì có volume dưới 300 triệu đô. Hiện tại thì vẫn cần thêm thời gian để các nhà phân tích tổng hợp dữ liệu cho ra mức chênh lệch mua bán để tính được tổng mức NAV tạo ra bởi các ETF Bitcoin Spot trong ngày đầu. Từ đó thì sẽ cho thấy được nhu cầu mua Bitcoin trên thực tế. Với khối lượng giao dịch như trên thì cả GBTC và iBit đã phá được kỷ lục 1 tỷ đô la Mỹ volume giao dịch trong ngày đầu của BitTo. Quỹ ETF Bitcoin Future được ra mắt vào tháng 10 năm 2021. Kỷ lục dành cho ETF có ngày giao dịch đầu tiên thành công nhất lịch sử thì thuộc về một quỹ khác của BlackRock ra mắt vào tháng 6 năm 2023 với volume tổng cộng lên tới 2,1 tỷ đô la Mỹ. Tin tức thứ hai là Evimos Foundation thu hồi lượng lớn token Evimos từ cựu sáng lập dự án. Trong bài đăng X mới của Evimos Foundation, nhóm phát triển đứng đằng sau dự án blockchain EVM hệ Cosmos cho biết là họ đã thu hồi được 59,4 triệu token Evimos, tương đương với khoảng 7,6 triệu đô, bao gồm cả lượng token đang trong thời gian trả vesting và chưa vesting từ cựu đồng sáng lập là Akash Khosla. Đây thì là một thỏa thuận hoàn toàn không được tiết lộ về số tiền giữa Evimos Foundation và cựu sáng lập. Tuy nhiên, thỏa thuận này thì đã giúp cho Evimos Foundation cân bằng lại lượng token được phân bổ cho đội ngũ và những người đóng góp dự án hiện tại một cách hợp lý hơn, giải quyết được mối lo ngại về sự thao túng token ban đầu, đồng thời là nâng cao hiệu quả của nền kinh tế khi mà giảm nguồn cung lưu hành ngoài thị trường. Trong bài phỏng vấn với The Block thì nhà cựu sáng lập Evimos đã chia sẻ quyết định trả lại token của mình nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho dự án và cộng đồng. Avash Khosla thì đã rời Evimos vào năm 2022 do bất đồng về vận hành. Hiện tại thì dự án được dẫn dắt bởi nhà đồng sáng lập thứ hai kiêm giám đốc Evimos Foundation. Evimos thì là một blockchain tương thích với các ứng dụng phi tập trung Ethereum được xây dựng trên Cosmos. Vào tháng 11 năm 2022 thì đơn vị đứng sau
dự án đã thành công gọi vốn 27 triệu đô từ các tổ chức tham gia như là Polygon Capital, Galaxy Digital, Huobi, Husky Capital, Coinbase Venture, Soco Venture cùng một số cái tên nổi tiếng khác. Việc Crossla hoàn trả lại lượng token đang nắm giữ cho dự án thì đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với EVMOS, đặc biệt là sau khi nhóm phát triển tuyên bố là nhà cựu sáng lập này đã bán tháo số lượng lớn token EVMOS vào tháng 5 năm 2023 thông qua AMM Dex Osmosis, sàn giao dịch phi tập trung thuộc Cosmos. Và thời điểm đó thì EVMOS Foundation còn công khai địa chỉ ví on-chain của Akash Khosla sở hữu tận 34 triệu EVMOS tương đương với khoảng 4,7 triệu đô và đang staking hơn 11,5 triệu token này, tức là khoảng 1,6 triệu đô, trở thành địa chỉ ví được ủy quyền lớn nhất của mạng lưới. Hành động xả hàng của vị đồng sáng lập này thì đi ngược lại với quan điểm về trách nhiệm ban đầu và làm giảm nghiêm trọng uy tín của EVMOS, dấy lên sự lo ngại của cộng đồng về khả năng thao túng giá của hệ sinh thái dự án. Giá token EVMOS sau tin tức trên thì cũng không biến động quá nhiều. Tại thời điểm quay video này thì đang dao động quanh mốc là khoảng 0.12 cho đến 0.13 đô trên sàn giao dịch MEX. Tin tức tiếp theo là đế chế truyền thông Foxcorp ra mắt nền tảng blockchain cùng Polygon. Verify thì không chỉ là một giao thức mã nguồn mở mà còn là một nền tảng xây dựng trên hạ tầng cơ sở blockchain Proof of Stake POS của Polygon. Tập đoàn truyền thông Foxcorp, công ty mẹ của Fox News, Fox Sports và Tubi Media Group đã hợp tác với Polygon để ra mắt nền tảng xác thực nội dung kỹ thuật số dựa trên blockchain mang tên là Verify để nhằm loại bỏ nguy cơ deepfake. Theo thông báo vào ngày 9 tháng 1 thì Verify được xây dựng trên blockchain Proof of Stake của Polygon với mục tiêu là cung cấp nguồn gốc và lịch sử của các phương tiện truyền thông đã được đăng ký. Nói một cách dễ hiểu thì Verify sẽ giúp cho độc giả có thể xác minh rõ ràng xuất xứ của hình ảnh và phương tiện truyền thông thông qua từng ID duy nhất. Điều này thì đặc biệt là hữu ích trong thế giới ngày nay khi mà AI và các công nghệ khác thì dễ dàng sao chép và đạo nái thông tin. Hiện tại thì nền tảng đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và sẽ tạo điều kiện kết nối nhiều nền tảng AI với các công ty truyền thông lớn khác. Trong thông cáo báo chí thì đã nêu rõ như sau: với Verify thì các nhà xuất bản có thể đăng ký xác thực để chứng minh nguồn gốc nội dung. Từng nội dung riêng lẻ sẽ được ký duyệt bằng on-chain và từ đó thì người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu nguồn gốc của thông tin. Không chỉ các đơn vị làm truyền thông mà mọi tổ chức đều có thể đăng ký nội dung của mình, từ các bài báo, âm thanh cho đến hình ảnh ở trên Verify. Polygon Labs thì còn cho biết thêm rằng Verify đã tích lũy được tới 89.000 nội dung từ các công ty con của Foxcorp. Verify thì có xuất thân từ blockchain Creative Labs của Fox, một phần của dịch vụ phát trực tuyến Tubi cũng thuộc tập đoàn này. Trước khi chuyển mình thành nền tảng AI thì blockchain Creative Labs cũng từng thử nghiệm tích hợp NFT trong hệ sinh thái của Fox. Tin tức tiếp theo là một trader đã lập tức đu đỉnh 60% vốn khi mà mua meme coin Dogeqh vì trượt giá. Vào sáng ngày 11 tháng 1 thì một nhà đầu tư đã chi gần 9 triệu đô la Mỹ để mua Dogeqh. WIF là một trong những meme coin viral nhất trên Solana, từng mang hàng triệu đô la cho người đầu tư sớm vào giữa tháng 12 năm 2023. Dữ liệu on-chain thì cho thấy là nhà đầu tư này đã thực hiện mua WIF với 3 giao dịch lần lượt với trị giá là 6,25 triệu đô, 1,78 triệu đô và 893 ngàn đô, nâng tổng số vốn dành cho meme coin 1 tháng tuổi này lên đến mốc hơn 8,9 triệu đô la Mỹ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như khoản đầu tư trị giá triệu đô trên diễn ra một cách suôn sẻ. Thế nhưng việc thực hiện một lệnh giao dịch lớn trên pool có thanh khoản thấp đã dẫn đến một thảm họa. Lệnh mua gần 9 triệu đô của nhà đầu tư này đã khiến cho giá của WIF tăng đột biến, nhảy vọt lên all time high là 3 đô la Mỹ trước khi giá giảm mạnh về khu vực giao dịch ban đầu là 0.15 đô theo cơ chế hoạt động của sàn DEX. Điều này thì có nghĩa là giao dịch trên đã khiến cho danh mục đầu tư của trader chỉ còn 3,1 triệu đô, ghi nhận thiệt hại tới hơn 5,7 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 60% vốn ban đầu vì trượt giá. Rất nhanh sau đó thì nhiều người dùng ở trên mạng xã hội Twitter thì đã tìm ra nhà đầu tư đứng đằng sau lệnh mua 8,9 triệu đô la Mỹ WIF thuộc về Redao, một dự án có thể chuyển đổi NFT thành token RE để giao dịch. Tuy nhiên thì cộng đồng nhà đầu tư cho rằng đây có thể là một chiêu trò marketing từ phía đội ngũ dự án nhằm thu hút sự chú ý đến token WIF trong bối cảnh là giá đang giảm mạnh trong thời gian qua. Hoặc là cũng có thể đây là một cách thức marketing stunt, tức là tiếp thị giật gân của Redao để khiến mọi người tò mò tìm hiểu xem dự án này là gì mà sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn vào meme coin như vậy. WIF thì đã trở thành một trong những hit lớn nhất của hệ sinh thái Solana trong gần đây cùng với Bong và một số token khác như là Cock Inu của Avalanche Blockchain trong cơn sốt meme coin diễn ra vào tháng 12 năm 2023. Theo dữ liệu từ CoinGecko thì WIF đã tăng 53,4% trong 24 giờ vừa rồi với khối lượng giao dịch lên tới 65 triệu đô la Mỹ. Và tin tức cuối cùng trong số điểm tin lần này là cộng đồng crypto thì đang bất bình về vòng tài trợ dự án mới của Optimism.
Bên cạnh những thông báo triển khai nâng cấp Canyon lên Mainnet vào sáng ngày 12 tháng 1, thì nền tảng Layer 2 trên Ethereum là Optimism OP thì đã thông báo kết quả vòng 3 của VitroPGS, chương trình tài trợ các dự án trong hệ sinh thái dưới dạng token OP. VitroPGS thì là chương trình tài trợ được Optimism tạo ra nhằm cấp vốn cho các dự án sáng kiến Public Good là hàng hóa công cho các giao thức OP Stack, công tác quản trị Optimism, Collective, cộng đồng lập trình viên và hoạt động cải thiện trải nghiệm người dùng. Kết quả của VitroPGS thì được quyết định bởi 208 Batch Holder, những thành viên thuộc Citizens House của Optimism Collective, chứ không phải những người nắm giữ token OP thuộc token House. Optimism thì cho biết là VitroPGS vòng 3 thì đã được phân bổ 30 triệu đô OP, xấp xỉ là khoảng 116 triệu đô cho 501 nhóm phát triển và các dự án cá nhân có đóng góp cho hệ sinh thái. Như vậy thì vòng tài trợ thứ 3 thì đã ghi nhận kỷ lục mới về cả số tiền phân bổ cũng như lượng dự án nhận được tài trợ, áp đảo hai vòng trước đó trong các năm 2022 và 2023. Trong số 501 dự án ở trên thì có tới 366 dự án mới nhận được tài trợ lần đầu, 112 dự án được phân bổ tiền lần thứ hai và 23 cái tên có mặt trong cả 3 vòng từ trước tới nay của VitroPGS. Tuy nhiên thì danh sách tài trợ được công bố thì lại thu hút được nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng tiền mã hóa, ám chỉ đây lại là thêm một ví dụ mới cho vấn đề lợi ích nhóm của quản trị phi tập trung. Nổi bật là trường hợp của Bankless DAO với 12 cộng đồng con ở từng vùng địa lý đều nhận được tiền tài trợ. Tổng cộng thì Bankless DAO đã thu về tới 116.200 OP từ VitroPGS vòng 3, trị giá hơn 450.000 đô la Mỹ. Một số thành viên của cộng đồng crypto thì nhận xét là Bankless DAO thì chưa có nhiều đóng góp nổi bật để mà nhận được số tiền tài trợ lớn đến như thế, khi mà lượng thành viên của mỗi cộng đồng con ở từng khu vực là không cao. Không ít người thì cũng chỉ ra rằng dự án đã có token riêng và nên sử dụng ngân quỹ của chính mình vì mục đích phát triển thay vì đi xin tài trợ. Bankless DAO thì vào hồi tháng 11 năm 2023 cũng đã gửi đề xuất xin tài trợ cho các cộng đồng con trên Arbitrum với số tiền kêu gọi được là khoảng 1,82 triệu Arbitrum. Một dự án kém danh tiếng khác có tên là Zuzula thì cũng được phân bổ tới hơn 99.300 OP, tức là khoảng gần 360.000 đô la Mỹ. Thế nhưng website thì lại không truy cập được, còn cộng đồng Telegram thì để chế độ riêng tư. Zuzula thì về bản chất vẫn có doanh thu khi mà tiến hành bán vé cho các khóa học, thu về tới 429.000 đô la Mỹ. Bên cạnh đó thì có người cũng cho rằng những cái tên đóng góp nhiều nhất cho Optimism trong việc lôi kéo người dùng và đảm bảo thanh khoản, đơn cử là có nhóm các sàn DEX bao gồm là Verodrome này, Quensla này, Synthetic, Gase, Lydra thì lại nhận được phân bổ quá ít tiền so với những gì đã làm được. Xong thì vẫn có những nhóm dự án và những cá nhân được thưởng vì tương xứng với những thành quả đã đóng góp cho cộng đồng, gồm đội ngũ Protocol Guy, thám tử on-chain JaxxBT và những đơn vị bảo mật blockchain như là Revoke Cash, Block Scout và AutoScan. Nhà sáng lập của Ethereum là Vitalik Buterin, người trong quá khứ thì đã ca ngợi mô hình quản trị của Optimism, thì cũng đã chúc mừng thành công của VitroPGS vòng 3 trong việc thúc đẩy hơn nữa những hoạt động phát triển public good cho cộng đồng Optimism nói riêng và Ethereum nói chung. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần thứ 2 của tháng 1 năm 2024. Anh em nghĩ sao về những thông tin này và anh em có những tin tức nào quan trọng đáng chú ý hơn nữa không? Hãy cùng comment bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!